Sáng ngày 5 tháng 4, tiếp tục kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giữ cương vị Chủ tịch nước, kế nhiệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Căn cứ trên kết quả bỏ phiếu, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình nghị quyết về việc bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước với 100% phiếu tán thành. 468 đại biểu có mặt thông qua nghị quyết, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức trở thành Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ hôm nay, ngày 5 tháng 4. Ngay sau đó, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và quốc dân đồng bào. Đây là lần đầu tiên Quốc hội bầu một đương kim thủ tướng làm Chủ tịch nước. Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên bố, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch nước. Ngày 5 tháng 4, trong họp báo về Diễn đàn Du lịch Nội địa Toàn quốc năm 2021 và Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam Hà Nội năm 2021, ông Vũ Thế Bình, Phó Thường trực Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, hiện đã có 80% nhân lực làm việc trong ngành du lịch không được làm việc thường xuyên và 30% nhân lực đã rời bỏ hẳn ngành trong thời gian qua. Cùng chung tay giúp ngành du lịch có thể cầm cự và phục hồi trong bối cảnh này. Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2021, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức Diễn đàn Du lịch Nội địa Toàn quốc năm 2021 tại thành phố Ninh Bình vào ngày 14 và ngày 15 tháng 4 với chủ đề Du lịch nội địa, động lực khôi phục du lịch Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới. Với chủ đề Bình thường mới, cơ hội mới, tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2021, các doanh nghiệp sẽ tổ chức các hoạt động quảng bá kết nối để đưa ra các sản phẩm du lịch kích cầu, cung cấp trực tiếp cho khách đến tham quan. Ngày 4 tháng 4, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ tiếp theo, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định tiếp tục khuếch tán xuống phía Nam. Vùng nhiễu động gió đông trên cao yếu dần, áp cao cận nhiệt đới nâng dần trục lên phía Bắc gây mưa cho Nam Bộ, nhưng lượng mưa giảm. Một số nơi ở miền Tây trong 7 ngày tiếp theo chủ yếu vẫn là nắng nóng. Riêng những ngày cuối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4, chỉ số tia cực tím UV ở miền Nam vẫn duy trì từ 9 đến 10, là ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 4, các khu vực trên cả nước đều có mưa và dông. Riêng Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày 5 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông về Đường bộ Đường sắt BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay, đơn vị vừa bắt nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập đua xe trái phép. Theo điều tra, khoảng 4 giờ ngày 3 tháng 4, Đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái, Phòng BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo của quần chúng có một nhóm thanh thiếu niên đi xe mô tô tụ tập, nẹt bô gây mất trật tự an toàn giao thông và có biểu hiện đua xe trái phép từ Nhân Trạch, Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh qua phà Cát Lái. Nhận tin, Đội Cảnh sát Giao thông Cát Lái đã phối hợp cùng Công an phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bố trí lực lượng tại phà Cát Lái để vây bắt nhóm đối tượng trên. Lực lượng đã truy đuổi bắt giữ được 10 quái xế cùng xe độ. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi: tự ý thay đổi đặc tính hình dáng của xe, không giấy tờ xe và lập biên bản tạm giữ các phương tiện trên để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định. Thông tin ban đầu rạng sáng ngày 5 tháng 4, một căn nhà bốc cháy ở đường số 7, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khiến 4 người bị mắc kẹt bên trong căn nhà. Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Bình Tân đã điều động 6 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã tiếp cận được hiện trường, đưa 4 nạn nhân mắc kẹt ra bên ngoài an toàn. Vụ cháy không có thương vong về người, lực lượng bảo vệ được khoảng 72 m2 phần diện tích còn lại của căn nhà và ngăn chặn không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Hiện có 9 dự án BOT đang tạm dừng thu phí nhưng chưa thống nhất được thời điểm kết thúc hợp đồng và xác lập quyền sở hữu toàn dân nên chưa có nguồn vốn bảo trì, khiến dự án xuống cấp. Để đảm bảo an toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép tiếp nhận bảo quản tài sản trong thời gian chờ xử lý, chuyển giao dự án. Trong đó, chi phí bảo quản tài sản bao gồm công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa đột xuất và không bao gồm công tác sửa chữa định kỳ. Hiện một số nhà đầu tư đã dừng, không thực hiện bảo trì cũng như đang đề nghị chấm dứt công tác bảo trì đối với dự án quốc lộ 2 đoạn Nội Bài Vĩnh Yên, quốc lộ 1 đoạn Tránh Hà Tĩnh, quốc lộ 1K đoạn km 2+478 đến km 12+971, quốc lộ 1 đoạn Tránh Cai Lậy, dự án BOT quốc lộ 1K cầu Đồng Nai. Chương trình tiêm vaccine COVID-19 dành cho những người được ưu tiên tiếp tục được ngành thể thao thực hiện và trong sáng ngày 5 tháng 4 tại Viện Quân Y 108. 21 thành viên trong danh sách đầu tiên của VFF đã được tiêm, ngoài huấn luyện viên Bắc Hanser và 7 huấn luyện viên người Hàn Quốc khác đang làm việc cho VFF. Có trong danh sách được ưu tiên tiêm thì một số huấn luyện viên thuộc VFF như ông Lưu Danh Minh, Vũ Hồng Việt cũng có tên ở ngày tiêm 5 tháng 4. Trong ngày 5 tháng 4, ngoài thành viên của VFF, bác sĩ của Viện Quân Y 108 cũng tổ chức tiêm vaccine cho thành viên tuyển Karate Việt Nam. Đội tuyển Karate Việt Nam có 6 vận động viên được ưu tiên tiêm vaccine sớm và đây là những người sẽ thi đấu giải vòng loại tranh vé Olympic Tokyo 2020 sắp tới.